Con hư dì Chính. Dạ. Dì Chính hôm nay khỏe không? Dì Chính thấy cũng đỡ đỡ, giúp tay giúp chân, còn lao cái lưng đi đứng hơi khó khăn. Dạ. Rồi, hôm nay chị Cúc với Quý có về không bà dì Chính? Kia có gì nó bé nó về. Dạ. Nay nó bự chưa dì Chính? Nay nó bự rồi. Dạ. Nay được 4 tháng chưa ta? 4 tháng rồi. Dạ. Nay chắc bự hơn bữa hổm. Là chắc chắn. 4 tháng rồi bự rồi. Dạ. Cái này là quần áo của em bé, quần áo của đẻ sơ sinh. Có cô với chú kia muốn giấu tên gửi cho thằng Quý. Quần áo này ở nước ngoài. Dạ. Rồi cô chú đó xách khệ nệ từ ở bên kia, xách lên máy bay, rồi máy bay xách xuống, rồi xách xuống, rồi xách xuống Bến Tre. Rồi từ Bến Tre con xách lên đây. Dạ. Trong đây có quần áo ấm đồ này kia nữa nè. Dì Chính ấy gửi cho thằng Quý, nó bận mùa này lạnh nè. Rồi hai đứa kia, hai đứa cháu kia của dì Chính đâu rồi? Đi học rồi. Dạ hả? Ai, dì Chính cầm con này đi. Ai, cái này là kẹo sô cô la. Này con. Cảm ơn cô. Con cảm ơn ông bà. Rồi, giỏi, con cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Giỏi. Nay thấy Hương nay nói chuyện hả? Nay nói chuyện bữa hổm lạ. Đâu nói chuyện đâu. Dì Chính cũng cảm ơn cô chú gì ở nước ngoài đó. Dạ, cô chú giấu tên. Vậy thì Chính cũng cầu xin Chúa ban phước lành cho cô chú đó được mạnh giỏi và làm ăn phát đạt. Dạ. Chẳng tay cũng cảm ơn hai con đã có lòng thương Chính, giúp đỡ cho Chính. Dạ. Không biết nói gì hơn. Thôi khỏi nói gì, không khỏi nói gì hết. Khỏi cảm ơn con. Rồi thôi, dạ con đi vô làng nha. Dì Chính gắn khỏe nha. Con ăn kẹo đi nha. Dạ. Đây đây đây, đây con Thánh lấy cho. Này, ăn kẹo nhỏ nhỏ nha. Đây. Mấy cái này con nít thích lắm. Đây. Trong đây là nè, con thích không? Thích không? Này đưa ngoại cầm này đi. Đó, này con cầm này đi. Trời ơi, tên tay có 2 5.000 nữa kìa. 5.000 tính đi mua bánh hay gì nè. 6.000. Nó đòi tiền. Ăn kẹo đi con. Ăn thử kẹo ngon không? Ngon không? Ngon lắm đi con. Thấy dạ ngon. Chưa nói chưa đi. chưa thấy ngon gì hết. Ngay nuốt, ngay nuốt xong mới thấy ngon. Ngon không? Dạ ngon. Ngon không? Trời mất đất. Ăn rồi. Ăn rồi. Không nói được. Không không không, nó không không, nó ngon lấy lại đi hai. Dạ, ăn ngon không con? Ngon không? Nói đi, nói ngon đi cô chưa cho. Ngon không nói? Nói đi, nói ngon, dạ ngon. Ngon không? Thôi ngon quá không nói nên lời rồi. Thôi con về nha. Chiều nay thì mình chờ cô Hạnh, mình nhờ cô Hạnh đó là đi kêu với chị với lại mấy cô ở đây á tới. Lát nữa nhận quà Noel. Thì ở đây chỉ có 10 phần quà Noel thôi. Và 10 phần này thì chú Quang đặc biệt dành cho những người mà ở trong nhà của Hạnh, với những người mà giúp đỡ cho Hương Vị Đồng Quê từ hôm đó tới nay. Đây là Ngân. Ngân cũng ở gần cô Hạnh luôn. Mình một cháu mà cháu của con hả con? Dạ. Cháu bà yêu. Ngân con vậy chứ mới có Ngân còn nhỏ. Bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. 21 tuổi. Có hai đứa con. Đừng phải đi nữa, được hai đứa. Chưa bị cha, chưa bị cha. Chị hai chị em chưa? Chị hai hiền, vui. Chị hai với chị em hôm nay mình đi hái cà hả? Hái bơ hết rồi. Ôi, mưa quá trời, bên bên đây bữa nay đúng không? Bữa nay trời mưa. Trời mưa. Dẫn thằng cô theo luôn. Thằng Ngân cũng dẫn hai đứa nhỏ theo luôn.
dẫn theo để mình rồi mình hái thì nó đòi ăn cơm, nó đói bụng mình sao? Thì mình đem đồ ăn vặt rồi mình bỏ đó rồi tụi nó ăn, đến lúc nó ngủ thì mình đeo giỏng cho nó. Rồi lỡ ví dụ như ở gần đó có hồ nước hay gì gần sao? Không, không có hồ nước. Vậy là mình kiếm chỗ nào không có gì mình để đó. Hôm bữa nó sốt, trời ơi còn nó đây còn để cắm vừa cắm vừa hái cà còn kéo bạc cái thùng một cái là bớt đau cái bôi cái gì hôm nay cưng thấy cà vậy mình từ đó nay thì mình theo mình kinh nghiệm được đó, là hình như nào cái vườn cà nào mà những cái vườn ở trên núi xa nè, những cái vườn khó hái thì người ta mới cưa công người ta hái, còn những cái vườn cà dễ người ta để người ta hái nhà thôi. Vậy là cũng cũng có bằng, cũng có cao, cũng có đồi, cũng có thấp. Dạ. Giá nó khác nhau hả cơ? Khác nhau, nếu mà giá bên đồi thì nó rẻ hơn. Mới dắn tâm đồ này. Giá bằng thì rẻ hơn, tại vì bằng dễ hái, cao thì nó dắt. Mình kéo bạc nó khó hơn nữa. Có vườn cao ở trong trên vườn, trên vườn trè đó, kéo bạc nó hơi bị khó. Cà, cà tầm trung với cà thì mình hái dễ, mà cà mà sen lẫn với lại trà đó thì khó hái. Gạo này thì hồi nãy trước khi đi lên trên núi thì mình có ghé ngang tiệm gạo, thì mình đặt gạo rồi người ta chở tới nhà của cô Hạnh để sẵn luôn. Thì một bao gì nè là 17,5 kg, một bao gạo là 17,5 kg. Đây là phần quà của chú Quang ở bên Pháp. Chú Quang gửi cho mấy cô, mấy chị đã giúp đỡ cho hơn vị đồng quê từ hôm đó tới nay. Gạo ở đây là mỗi một phần là 17,5 kg. Thì con mua 10 phần thì tổng cộng số tiền là 1,820,000. Con xin cảm ơn chú Quang, con cũng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, ông bà cô chú anh chị từ hôm trước tới nay cũng giúp đỡ cho làng của mình. Chị Yểm cũng có vài lời muốn gửi gắm tới chú Quang. Thay mặt cho mấy cô và mấy chị ở đây thì con xin cảm ơn chú vì món quà chú đã cho con cũng như mấy chị cũng như mấy cô. Thì chúc chú Quang có sức khỏe thật là dồi dào và chúc Giáng sinh an lành và làm ăn phát đạt. Mấy cô mấy chị có gì muốn nói tới chú Quang không? Anh Hải. Hải ra đi. Quá. Con xin ơn Quang. Anh vậy luôn mấy chị nhận quà nha. Nhận quà giùm em nha, tại vì hơi nặng 17,5 kg lận. Cảm ơn chú Quang. Cảm ơn nhé. Phần này có chị hết để chút xíu rồi chị hết đem về sau cho nhà chị. Chúc tinh thần được. Cảm ơn chú Quang ở Vinh Pháp và đã giúp mình quà đặc biệt. Xin chú ban bình an, chú ban sức khỏe dồi dào, mùa Giáng sinh xin chú Quang bình an vui vẻ, làm ăn phát tài sau này. Xin cảm ơn. Clip của anh đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like, chia sẻ, comment.
dạ con hết quảng cáo để ủng hộ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Hồi nãy đi lên trên núi về cái lúc mà Tiền bị té xe đó thì vui quá cho nên là không biết đau. Rồi bây giờ về tới đây thì mới thấy đau, mới thấy thốn mới dưới gót chân. Rồi về đi cà nhắc hồi nãy giờ. Kêu con bé kia đi. Ai con? Nó bụng là bụng con so, nó bóp được hết rồi. Cái gì bầu con so hả con? Ừ, bụng con so nó bóp hết luôn. Ủa sao ngộ vậy? Ngộ. Cái đó thiệt hay giỡn? Thiệt, cái dư cồn bị hôn người đó. Bị té, hay là nó trúng cái gì đây? Nó cấn gót, đá nó cấn trong xương trong đó con. Đá nó cấn thịt chứ cấn xương. Kêu con kia. Nó cấn gót, trong đây chứ không phải là con gì. Nó bỏ con sò, nó bấm, nó bấm hết. Thôi không sao đâu, con cứ bóp vào đại đi, không sao đâu. Ở đây là tân làng mình là vậy hả con? Ừ. Mình nhờ cô Hạnh mạnh tay bóp giùm, bóp mạnh lên con, cô bóp nhẹ quá đau. Không, không bóp đau đại đi, đau mới hết rồi. Cô Hạnh cởi nó mạo hiểm ra, đau mới hết chứ không bóp mạnh lên đâu có tan bầm sưng một tiếng một cục nữa con. Bây nó mới đau, bị nhón luôn à. Thấy cục tím nhất không? Ừ. Thấy cái dầu này bữa hẳn mình cho cô Hạnh nè. Cho dầu Mỹ. Cô kỳ á, nó có được con bóp thôi cô ơi. Cô còn nhỏ. Cái dầu này ở Mỹ. Bữa hẳn là anh ấy anh cho mình, anh gì quên nè. Anh Khải anh cho mình hai chai. Ừ, mình giữ ơi. Lại chai mình xài. Dạ đau quá, ông Hăng từ từ cô đợi con chút xíu. Vì mình cho cô Hạnh chai để dành tối có nóng lạnh nhức đầu hay là lạnh lẽo gì cô sức. Ai nhức đầu cái sức là gì chứ? Dạ. Dạ đau quá. Bớt phải đau, đau nó mới hết, nó mới tan bầm được. Mới tan nó bầm. Còn không đau rồi nó không có tan. Để 10 năm chưa hết nữa. Còn phải bớt thì một ngày hết liền. Giờ chịu cái nào? Vì chịu cái nào đây? Thì gán chịu đau. Hồi nãy ngã xe rồi ngước mặt lên cười vậy đó mà. Nè thôi, cho kẹt dầu bôi nè. Bôi dầu. Đau quá nè. Bóp về lại nó đỡ nè. Đó, mấy con hàm về lại đó không chịu về thấy chưa? Nói sợ như té vậy. Ngàn sẽ té nữa. Mà hên con ginh con hằng lên hằng không túng đâu hết trơn á. Con ginh hằng lên hỏng lên thì con đứng vớ con chịu lại. Con cảm ơn con nha. Có gì. Mẹ thơm.